Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, thứ ba ngày 7 tháng 4. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến với ban chỉ đạo các địa phương trong tỉnh. Thị xã Mỹ Hào có 23 công dân hoàn thành cách ly tập trung. Hệ thống y tế cơ sở huyện Phù Cử tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 5. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến với Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Tính đến ngày 6 tháng 4, Hưng Yên có một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Toàn tỉnh đang thực hiện cách ly trên 1.000 trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 96 trường hợp, cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung cấp huyện 179 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú 826 trường hợp. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt. Các gia đình đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định và tham gia phòng chống dịch. Công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh được tăng cường. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh: Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, qua đài truyền hình, xin trân trọng cảm ơn nhân dân trong tỉnh, hệ thống chính trị của trong tỉnh, trong thời gian vừa qua, các cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta, những người con của quê hương đã quan tâm một cách là thiết thực, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch. Thì thời gian tới thì tôi đề nghị các đồng chí mấy vấn đề thế này: tiếp tục quyết liệt thực hiện tốt các văn bản của trung ương, của tỉnh, của huyện, đặc biệt là cái cách ly xã hội và giãn cách xã hội theo cái lập mốt. Đề nghị ban chỉ đạo của tỉnh, của huyện, của xã là phải trực 24/24 để làm sao chỉ đạo thông tin báo cáo kịp thời. Đề nghị ngành y tế trên cơ sở tình hình hiện nay và của Bộ Y tế, của Ban Chỉ đạo Trung ương rà soát lại kế hoạch phòng chống dịch của tỉnh mình ở các cấp độ khác nhau đã phê duyệt rồi, xây dựng nhanh 30 giường bệnh chữa người bị nhiễm COVID và 700 giường bệnh cách ly y tế, và tập trung tiếp tục khoanh vùng dập dịch và hạn chế lây lan ở thôn Chí Trung. Tôi đề nghị chúng ta là đặc biệt quan tâm đến cách ly xã hội, giãn cách y tế, tăng cường đi thanh tra kiểm tra công tác chấp hành các quy định của trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch, đặc biệt đợt này trọng tâm là về các doanh nghiệp và các nơi đông người, phải rà soát lại quy trình tiếp nhận bệnh nhân, thực hiện giãn cách xã hội trong bệnh viện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các địa phương tiếp tục phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Trong đó vận động cán bộ, công chức, người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương, chung tay cùng các cấp, các ngành trong tỉnh tăng thêm nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mục đích yêu cầu nội dung kế hoạch như sau. Mục đích: rà soát tổ chức lại tổ kiểm soát phòng dịch thôn, khu phố, thành lập tổ kiểm soát phòng dịch cấp xã và củng cố tổ phòng chống dịch thôn, tổ dân phố, nhà chung cư, cơ quan, doanh nghiệp, gọi chung là tổ phòng chống dịch cơ sở, nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy và của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cách ly toàn xã hội, giãn cách xã hội, triển khai cấp bách có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ cơ sở. Thực hiện phân công, phân cấp, xác định cụ thể cơ quan chủ trì phối hợp, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 2601 của Văn phòng Chính phủ, quyết định số 904 của Bộ Y tế, chỉ thị số 09 và công điện số 714 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Yêu cầu
các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng phối hợp tham gia phòng chống dịch COVID-19, chấp hành nghiêm túc đầy đủ các yêu cầu của công tác phòng chống dịch, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và hạnh phúc của nhân dân. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và yêu cầu nhân dân thực hiện ngay các biện pháp cách ly xã hội, giãn cách xã hội theo phương châm gia đình cách ly gia đình, thôn tổ dân phố cách ly thôn tổ dân phố, xã cách ly xã, huyện cách ly huyện, tỉnh cách ly tỉnh bằng việc làm cụ thể như ai đang ở đâu hãy ở nguyên đó, kể cả không sang nhà hàng xóm, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thật sự cần thiết, như đi làm tại trụ sở, nhà máy, công trình xây dựng, mua sắm các nhu yếu phẩm cần thiết. Khi ra khỏi nhà, phải mang theo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Khi tiếp xúc với người khác, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch có chất diệt khuẩn. Từ nay đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, không tổ chức cưới hỏi đối với đám giỗ, đám hiếu, hạn chế tối đa số người tham gia, chỉ tổ chức nội bộ gia đình, không tổ chức ăn uống tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Yêu cầu người dân tự giác khai báo y tế bắt buộc, thực hiện giám sát chặt chẽ, di biến động dân cư, giám sát cách ly y tế, cách ly tại nơi cư trú, kiểm soát để kịp thời phát hiện các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, ngăn chặn ở mức cao nhất, không để lây lan ra cộng đồng dân cư. Nội dung kế hoạch cũng nêu rõ việc thành lập tổ kiểm soát phòng chống dịch cấp xã. Quyết định thành lập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát quyết định thành lập tổ kiểm soát phòng chống dịch cấp xã trên cơ sở điều kiện phân bố dân cư, địa giới hành chính và giao thông của địa phương, chia tổ thành các đội kiểm soát, đảm bảo mỗi đội kiểm soát tại một điểm đầu đường vào khu dân cư của xã và một đội phản ứng nhanh trên các tuyến đường qua khu dân cư của từ hai xã giáp danh. Mỗi xã thành lập một đội tại hai bên đường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm giao thông và phòng chống dịch. Đội phản ứng nhanh có nhiệm vụ kịp thời hỗ trợ các đội kiểm soát và tổ phòng chống dịch cơ sở thôn, tổ dân phố, nhà chung cư thực hiện nhiệm vụ. Tổ kiểm soát phòng chống dịch cử cán bộ làm công tác thống kê, tổng hợp, hàng ngày báo cáo ban chỉ đạo cấp xã. Thành phần tổ kiểm soát phòng chống dịch cấp xã. Trưởng công an xã làm tổ trưởng, thành viên còn lại gồm các đơn vị công an chính quy hoặc bán chuyên trách, lực lượng y tế, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, cán bộ chính quyền xã, đại diện các thôn, các đoàn thể địa phương, đại diện nhân dân địa phương và các tình nguyện viên nếu có. Tổ trưởng tổ kiểm soát phòng chống dịch cấp xã phân công nhiệm vụ cho thành viên trong tổ và thành viên của từng đội, chia ca trực đảm bảo tối thiểu từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày có người trực tại các điểm kiểm soát, báo cáo danh sách phân công và lịch trực đến ban chỉ đạo cấp xã. Bố trí mỗi đội kiểm phòng dịch 3 đồng chí, tuy nhiên tại mỗi đội phải có 1 đồng chí là công an chính quy hoặc công an bán chuyên trách làm đội trưởng, 2 người còn lại phân bổ từ các thành phần còn lại trong tổ. Chức năng: tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ nơi khác đến địa bàn xã phường thị trấn, kiểm tra yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, ghi nhật ký để kiểm soát tình hình dịch bệnh, kiểm soát phương tiện công cộng, thực hiện yêu cầu cách ly xã hội, giãn cách xã hội, quy định tại công văn số 2601 ngày 3 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, nhất là đảm bảo không để xe công cộng, chở người không thuộc đối tượng được đi lại đến địa bàn phụ trách. Không được cản trở hoạt động của phương tiện chuyên chở người lao động làm việc tại các cơ quan, nhà máy xí nghiệp, xe chở nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và xây dựng và các phương tiện chở vật tư, trang thiết bị y tế, cán bộ y tế, người cách ly, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiệm vụ: dừng người và phương tiện đến khu vực dân cư của xã phường thị trấn để kiểm tra, không để người không có nhiệm vụ vào khu vực dân cư của xã phường thị trấn, chỉ cho phép người thi hành công vụ và xe công cộng chở người cách ly, đưa đón công nhân, chuyên gia, chở nguyên vật liệu vào nhà máy hoặc công trình xây dựng trên địa bàn. Yêu cầu chủ các phương tiện phải có giấy tờ xác minh xe thuộc diện được lưu hành trên địa bàn. Kiểm tra đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, yêu cầu tất cả người ra vào địa bàn phải đeo khẩu trang, quan sát tình trạng sức khỏe kịp thời phát hiện và lập danh sách các trường hợp nghi nhiễm hoặc có diễn biến sức khỏe bất thường, có biểu hiện ho, sốt, khó thở, hắt hơi,
báo ngay cho cơ quan y tế để áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Ghi nhật ký người đến địa phương giao dịch làm việc hoặc ở lại lưu trú xác định rõ địa chỉ đến, gặp ai, làm gì, ở đâu và bao lâu làm cơ sở theo dõi tình hình dịch bệnh. Khi cần thiết, có kế hoạch nhanh chóng xác định đối tượng có nguy cơ lây nhiễm để tổ chức cách ly theo quy định. Phát hiện người hoặc phương tiện không chấp hành quy định về cách ly giãn cách xã hội như không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, khi ngồi trên xe đông người, xe được phép hoạt động. Số người ngồi trên xe quá đông, không đảm bảo khoảng cách theo yêu cầu phương tiện chuyên chở hành khách, công cộng thuộc đối tượng Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tạm dừng hoạt động như xe chở khách, xe buýt, xe taxi, xe ôm. Lập ngay biên bản vi phạm lần đầu, chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Tổ chức thực hiện chốt cách ly phòng chống dập dịch cơ sở khi có dịch bệnh phát hiện trên địa bàn, đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông và tránh ùn tắc giao thông. Thời gian hoạt động của Tổ kiểm soát phòng chống dịch cấp xã trong thời gian 15 ngày từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Tổ chức các tổ phòng chống dịch thôn, tổ dân phố, nhà chung cư, cơ quan doanh nghiệp, quyết định thành lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát quyết định kiện toàn và tổ chức lại tổ phòng chống dịch thôn, tổ dân phố, nhà chung cư, cơ quan doanh nghiệp, mỗi thôn, tổ dân phố hoặc một tòa nhà chung cư thành lập một tổ phòng chống dịch. Thủ trưởng cơ quan doanh nghiệp quyết định thành lập tổ phòng chống dịch tại cơ quan doanh nghiệp, nhân sự của đội là nhân sự hành chính, bảo vệ của cơ quan doanh nghiệp. Thành phần tổ phòng chống dịch thôn, tổ dân phố, nhà chung cư, cơ quan doanh nghiệp. Số lượng nhân sự một tổ tối thiểu từ 7 người trở lên tùy theo quy mô dân số, gồm trưởng phó thôn, tổ dân phố, ban quản lý nhà chung cư, cán bộ y tế, dân quân tự vệ, bảo vệ cựu chiến binh. Trên cơ sở số hộ trên một thôn, tổ dân phố, một tòa nhà chung cư, chia tổ thành các đội phòng chống dịch, mỗi đội không quá 2 người đảm nhận phụ trách từ 50 đến 70 hộ dân một đội. Đối với các địa phương có chợ trung tâm thương mại thành lập đội phòng chống dịch, phụ trách chợ trung tâm thương mại, thành phần nhân sự, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, nhà chung cư và cán bộ y tế xã, thôn, tổ dân phố. Chức năng: thường xuyên tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân trên địa bàn tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, biện pháp cách ly xã hội và giãn cách xã hội hàng ngày, kiểm tra theo dõi y tế từng người dân trên địa bàn thôn, tổ dân phố, nhà chung cư, kiểm soát di biến động dân cư để yêu cầu khai báo y tế, đôn đốc kiểm tra tổ chức cách ly, theo dõi hỗ trợ người cách ly, phối hợp với lực lượng chức năng, thực hiện cưỡng chế cách ly. Nhiệm vụ: hàng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng khẩu, yêu cầu từng người dân khai báo y tế bắt buộc. Nếu phát hiện người có biểu hiện sức khỏe bất thường, báo ngay đến cơ sở y tế thực hiện cách ly theo quy định. Ký cam kết với từng hộ dân để phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu người dân khai báo trong gia đình có người đến khám chữa bệnh, thăm bệnh nhân hoặc cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 năm 2020. Người mới đến lưu trú trong gia đình đến từ hoặc đi qua vùng dịch, ổ dịch hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được Bộ Y tế công bố yêu cầu đến ngay cơ sở y tế thực hiện các biện pháp cách ly, xét nghiệm. Tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của ngành y tế, vận động nhân dân chấp hành triệt để khi được yêu cầu cách ly, giãn cách xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, vận động nhắc nhở nhân dân thực hiện đúng các nội dung cam kết phòng dịch đã ký cam kết và tự giác khai báo y tế. Phối hợp cơ quan y tế thực hiện hỗ trợ người cách ly như cung cấp nhu yếu phẩm sinh hoạt, tổ chức trực giám sát cách ly tại nơi cư trú, báo cáo tổ kiểm soát phòng chống dịch cấp xã, cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế cách ly đối với trường hợp trốn chống cách ly. Đối với đội phòng chống dịch các chợ trung tâm thương mại và nhà chung cư, trụ sở cơ quan doanh nghiệp, thực hiện đo thân nhiệt người ra vào, yêu cầu mọi người thường xuyên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Thường xuyên lau rửa lan can, cầu thang, nút bấm thang máy và tay nắm cánh cửa bằng dung dịch diệt khuẩn. Thời gian hoạt động của tổ phòng chống dịch thôn, tổ dân phố, nhà chung cư, cơ quan doanh nghiệp từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 đến khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết thúc hoạt động của tổ.
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền giúp người dân thực hiện nghiêm cách ly xã hội, giãn cách xã hội theo quy định của Chính phủ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nắm rõ tình hình dịch bệnh và đồng tình ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền, bình tĩnh, tin tưởng vào khả năng kiểm soát bệnh dịch của cơ quan chức năng. Mỗi người là một chiến sĩ phòng chống dịch, nêu cao tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng trong việc tự phòng tránh dịch bệnh, nghiêm túc chấp hành các quy định và khuyến cáo của chính quyền và các cơ quan chức năng. Thường xuyên luyện tập, rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng để phòng chống dịch bệnh, không đưa thông tin không đúng sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng của cơ quan chức năng lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống dịch. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, chính quyền cấp huyện và các đơn vị có liên quan, nghiên cứu quy định hiện hành của pháp luật, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành văn bản tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, mức xử phạt các vi phạm về cách ly xã hội, giãn cách xã hội, vi phạm về chống trốn cách ly, vi phạm về xe chở khách đã bị yêu cầu dừng hoạt động và các vi phạm khác trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Sở Tài chính phối hợp với các sở ngành có liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch từ tỉnh đến cơ sở thôn, tổ dân phố. Các sở ban ngành đoàn thể và địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện ngay kế hoạch này. Hàng ngày báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh để theo dõi, chỉ đạo thực hiện. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ kiểm soát phải đảm bảo kỷ cương, cương quyết, trách nhiệm, nhưng linh hoạt, mềm dẻo, tránh gây bức xúc và phát sinh các tình huống phức tạp trên địa bàn. Nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan đơn vị địa phương phản ánh ngay về Ban chỉ đạo huyện và Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng đã ký. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức thăm và tặng quà cho nhân dân thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đang thực hiện cách ly vì có bệnh nhân nhiễm COVID-19. Dự buổi tặng quà có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã tặng 3 tấn gạo, Hội Phụ nữ tỉnh tặng 1,8 tấn gạo và Hội Nông dân tỉnh tặng 30 mũ, ngăn giọt bắn phòng dịch và 2.500 đôi găng tay y tế cho nhân dân thôn Chí Trung. Đồng chí Phạm Thị Tuyến đánh giá cao tinh thần của các đơn vị đến tặng quà nhân dân thôn Chí Trung và mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ cũng như mọi sự ủng hộ về vật chất để góp phần giúp nhân dân thôn Chí Trung vượt qua thời điểm khó khăn trong quá trình 28 ngày cách ly do dịch COVID. Đồng chí cũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Văn Lâm và xã Tân Quang cần tích cực hơn nữa, dùng mọi nguồn lực tốt nhất hỗ trợ nhân dân trong thôn để cùng bà con hoàn thành đợt cách ly một cách an toàn và hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức bàn giao 23 công dân hoàn thành thời gian cách ly tại cơ sở cách ly tập trung về địa phương. Đây chủ yếu là những người từng đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, một số người là F2 của bệnh nhân số 227 về cơ sở cách ly tập trung từ đầu tháng 4 đến nay đã qua 14 ngày. Sau các lần xét nghiệm đều âm tính và hiện có sức khỏe tốt. Trong thời gian cách ly, các công dân đều bày tỏ sự yên tâm phấn khởi về điều kiện ăn ở, sinh hoạt và phòng chống dịch trong khu cách ly. Hiện nay, cơ sở cách ly tập trung của thị xã Mỹ Hào tại khu ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, cơ sở 2, còn 9 người đang tiếp tục thời gian cách ly, sức khỏe ổn định. Các chuyên gia của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa tổ chức hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ theo hình thức cầm tay chỉ việc cho các cán bộ làm xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Nhiệt đới và Bệnh viện Đa khoa Phố Nối về các quy trình xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy real-time PCR. Từ ngày 28 tháng 3 đến nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 được 92 mẫu. Các mẫu nghi ngờ dương tính đều được gửi lên Viện Dịch tễ Trung ương để xác định và công bố kết quả. Sau khi được tập huấn về các quy trình xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy real-time PCR,
thì công suất xét nghiệm trong thời gian tới sẽ được nâng lên. Quan trọng là khi đã thuần thục thao tác xét nghiệm, tiến tới Hưng Yên sẽ được công nhận là đơn vị xét nghiệm dương tính COVID-19. Điều này sẽ đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh được thuận lợi và thành công. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hệ thống y tế cơ sở trong toàn tỉnh đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp giúp người dân bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Phản ánh tại huyện Phù Cừ nhân ngày Sức khỏe Thế giới mùng 7 tháng 4. Do có nguy cơ mắc COVID-19 từ ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, vợ chồng ông Trần Văn Túc ở thôn Tần Tiến, xã Minh Tân đã được cách ly 14 ngày tại Bệnh viện Lao Phổi Trung ương và đang tiếp tục thực hiện cách ly tại gia đình. Hàng ngày, vợ chồng ông đều được nhân viên y tế xã kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn tự cách ly tại gia đình, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, xã Minh Tân đã thực hiện theo dõi giám sát cho 53 đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh. Từ ngày tôi ở Bệnh viện Phổi Trung ương về, được cái sự quan tâm rồi giúp đỡ của các bác, các cô y tế là rất nhiệt tình. Động viên là tôi, vợ chồng tôi rất an tâm. Với các cái hộ mà có cái người cách ly ấy, thì chúng tôi tuyên truyền để cho người ta biết được cái biện pháp cách ly như thế nào để người ta thực hiện, đảm bảo là sẽ không tiếp xúc với bất cả người nào trong gia đình cũng như là cộng đồng. Song song với việc thực hiện công tác chuyên môn tại địa phương, thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly trong xã hội, hệ thống y tế cơ sở huyện Phù Cừ đã tham gia tích cực vào các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của các xã, thị trấn. Mỗi chốt đều có từ 1 đến 2 nhân viên y tế trực cùng với các lực lượng đoàn thể địa phương. Khi làm việc cùng với lại các y bác sĩ và y tá của địa phương thì chúng tôi coi rất là yên tâm. Đấy, và coi là được phổ biến và về cách đo thân nhiệt của những người ra vào, được cái hướng dẫn về bảo đảm sức khỏe của bản thân và gia đình. Vai trò của y tế cơ sở trong cái việc là phòng chống dịch bệnh COVID-19 là rất quan trọng. Các đồng chí đã nắm chắc được tất cả các cái đối tượng tiếp xúc gần đối với những cái bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. Tuyên truyền cho các cái đối tượng trong thời gian cách ly để thực hiện tốt cái việc là cách ly tại cộng đồng. Nếu như mà không có cái tuyến y tế cơ sở tại cộng đồng thì chúng tôi là gặp hết sức khó khăn trong cái vấn đề là quản lý dịch bệnh. Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống y tế cơ sở đã và đang góp phần quan trọng trong việc trang bị kiến thức, nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh cho người dân. Ngày 7 tháng 4 hàng năm cũng là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. 20 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện, nghĩa cử cao đẹp ấy ngày một lan tỏa đến tất cả mọi người, tạo nên hiệu ứng rộng khắp trong toàn cộng đồng, mang lại hy vọng cho người bệnh đang cần máu. Từ nhiều năm nay, anh Vũ Thanh Ba, bí thư đoàn xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, trở thành tấm gương tiên phong trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Anh Ba đã có 18 lần hiến máu và là người truyền lửa để phong trào hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên trong xã, trong huyện. Trước tình hình khan hiến máu của các bệnh viện, mà nhu cầu máu đối với bệnh nhân thì rất là lớn. Bản thân tôi thì mong muốn góp một phần sức nhỏ bé của mình trong cái việc là hiến máu cứu người, đấy là cái nghĩa cử cao đẹp. Với phương châm hiến máu an toàn, đừng ngại COVID-19, trong thời điểm này, Ban tổ chức hiến máu tỉnh đang tăng cường thực hiện bảo đảm an toàn truyền máu theo tiêu chí 3A, an toàn cho người hiến máu, an toàn cho người bệnh nhận máu, an toàn cho nhân viên y tế. Đặc biệt, tại các buổi hiến máu lần này, người tham gia hiến máu đều phải đeo khẩu trang, rửa tay, đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi hiến máu. Tôi lần này là đi hiến máu lần thứ 10. Khi tôi bước vào đây thì tôi thấy công tác chuẩn bị của các tình nguyện viên là rất tốt. Được phát khẩu trang, nhận các nhân viên y tế khử khuẩn rồi đo thân nhiệt. Tôi cảm thấy rất an toàn trong cái thời buổi đang dịch COVID lan tràn này. Trong cái thời gian mà dịch bệnh xảy ra, việc hiến máu nhân đạo sẽ không ảnh hưởng gì, đảm bảo là an toàn cho mọi người và tuân thủ các quy trình lấy máu, không xảy ra sự lây nhiễm, cho nên là mọi người cứ yên tâm hiến máu. Chỉ tính riêng năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức được 28 đợt hiến máu, thu hút trên 25.000 lượt người tham gia và tiếp nhận được trên 9.000 đơn vị máu, đạt 108% kế hoạch do Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện giao. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh đã tổ chức được 4 đợt hiến máu và đã có trên 2.400 người tình nguyện tham gia hiến hơn 1.500 đơn vị máu, chia sẻ với người bệnh. Ban chỉ đạo tình nguyện hiến máu tỉnh và Hội chữ thập đỏ là cơ quan thường trực
tiếp tục đẩy mạnh cái tuyên truyền phổ biến thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi nhân ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4 và phối hợp với các đơn vị tổ chức để đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tới đông đảo cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng được lượng máu đang khan hiếm trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tình người qua những giọt máu hiến tặng trong thời điểm dịch COVID-19 thật cảm động. Đối tiếp truyền thống, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này ở tỉnh Hưng Yên tiếp tục lan tỏa rộng khắp, thu hút thêm nhiều người cùng chung suy nghĩ, chung hành động, mang tới cuộc sống niềm vui, hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng trong vụ đông xuân tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử nhấn mạnh, cùng với tập trung phòng chống dịch COVID-19, bà con nông dân cần theo dõi bám sát tình hình đồng ruộng, ngành nông nghiệp tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh trên các cây trồng, đặc biệt theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, dế nâu, dế lưng trắng và một số đối tượng sâu bệnh khác. Thông báo tình hình sâu bệnh đến các hộ nông dân để chủ động phòng trừ kịp thời nơi có nguy cơ sâu bệnh cao, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo nguyên tắc 4 đúng. Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ tình hình sinh vật gây hại trên nhãn vải để có biện pháp phòng chống kịp thời, tăng cường chăm sóc rau màu để bảo đảm cung ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thời điểm này, các diện tích nhãn trên địa bàn huyện Khoái Châu đang trong thời kỳ đậu quả non với tỷ lệ đạt trên 80%. Dự kiến sản lượng nhãn của huyện năm nay ước đạt 15.000 tấn quả. Gia đình bà Nguyễn Thị Thúy ở thôn An Cảnh, xã Hàm Tử có hơn 2 mẫu trồng nhãn với tổng số 200 cây. Năm nay thời tiết thuận lợi và có kinh nghiệm chăm sóc nên toàn bộ diện tích nhãn của gia đình bà đều ra hoa và đậu quả với tỷ lệ cao. Năm nay ước thu trên 20 tấn quả. So với đậu quả của năm nay và năm ngoái thì năm nay thời tiết thì cho phép là thời tiết thuận hơn. Như gia đình nhà tôi thì năm nay gần như 100% có quả, 95% có quả. Đấy, kể cả là cái trà sớm và cái trà muộn. Huyện Khoái Châu hiện nay có gần 1.600 ha nhãn được trồng nhiều tại các xã như Hàm Tử, Đông Kết, Bình Kiều, An Vĩ, Bình Minh. Thời điểm này, bà con đang tích cực chăm sóc, bón phân, phun thuốc trừ sâu bệnh, đảm bảo dinh dưỡng cho cây để phát triển quả non. Thì hiện nay thì cái trà hoa sớm đã nở thành quả thì chúng ta sẽ phải phun thuốc và bón phân để cho hỗ trợ cho cái quả non này nó phát triển. Cái thứ hai nữa là về các cái sâu bệnh gây hại thì chủ yếu là cái sâu mà nó đục quả non, bọ xít đấy và dẹp sáp thì chỉ cần đánh một loại thuốc thì tôi nghĩ đánh phòng rất là tốt. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp huyện, năm nay các diện tích nhãn đều cho tỷ lệ ra hoa đậu quả cao, đạt khoảng 80% diện tích. Dự kiến sản lượng nhãn toàn huyện ước đạt khoảng 15.000 tấn quả, tăng gấp đôi so với vụ nhãn 2019. Từ ngày 7 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức chương trình dạy học trên sóng truyền hình cho học sinh lớp 5. Chương trình dạy học trên truyền hình đã được thực hiện với học sinh lớp 9 và lớp 12 từ tháng 3. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học sinh tiếp tục được nghỉ học nên chương trình dạy học trên truyền hình được thực hiện với học sinh lớp 5. Chương trình sẽ phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong khung giờ từ 15h30 phút đến 16h30 phút với các bộ môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý. Các bài giảng có sự tham gia của giáo viên giàu kinh nghiệm trên địa bàn tỉnh. Ngoài theo dõi trên truyền hình tại các khung giờ cố định, học sinh có thể theo dõi các bài giảng qua website www.hungyentv.vn, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV và kênh YouTube truyền hình Hưng Yên HITV. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.